À, bây giờ thì mời anh chị em và các bạn cùng vào bếp để nấu món này. Miếng xào thịt bằm, nhanh gọn lẹ nha. Tiếp tục các món ăn với thịt bằm. Hôm nay mình sẽ làm món miếng xào thịt bằm. Tùy theo ở nhà mình thích ăn ít hay là nhiều thì mình có thể xào. Thịt bằm này là mình mua giữa bò với lại heo luôn. Anh chị em và các bạn cũng có thể mua heo riêng hoặc bò riêng cũng được. Và ngoài ra mình sẽ có hành lá một nhánh nè, ngò nếu thích thì có, còn không cũng không sao. 15g tỏi, 50g củ hành tím, 7g gừng. Những cái này thì anh chị em và các bạn có thể xem trong thành phần mô tả video, mình khuyên để bên dưới, ngay chỗ bên dưới màn hình video luôn. Mình có cần tây, đây là cái cần người ta gọi là celery đó, cần này ăn rất là tốt cho sức khỏe nè. Ngoài ra thì cần có ớt, ớt sa tế cũng được, hoặc là ớt bằm, ớt xay. Chút nữa mình sẽ rang đậu phộng luôn. Miếng. À, bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Miếng mình sẽ ngâm trước. Do là miếng dông nó có cái độ dai khác với lại miếng Hàn Quốc. Hôm trước mình khuyên chia sẻ cách xào miếng dông rồi. Miếng xào miếng không bị dính chùm. Anh chị em và các bạn có thể vào để xem lại cái video của nó nha. Còn cái này thì bây giờ mình sẽ đi ngâm ở nước nóng 70 độ C, tức là khoảng 160 độ F. 300g thịt. Vẫn là bột nêm rau củ quả. Đây là bột nêm. Một muỗng cà phê hơi vuông vuông như vậy, khoảng 6-7g. Nếu không có bột nêm này thì cũng có thể sử dụng cái chicken powder, tức là bột nêm gà. Một muỗng cà phê vuông vuông, đường, một chút xíu tiêu, một muỗng ăn canh, dầu hành phi tử phi. Cái này là những lần mà mình làm hành phi tử phi mình chừa lại để khi mà mình nấu món ăn là mình cho vô. Nếu không có thì anh chị em và các bạn cũng có thể cho dầu thường cũng được. Sau đó dùng tay mình bóp ra bằm nhuyễn, hoặc là mình đập ra sau đó mình bằm cũng được. Chừa cái này lại, chút xíu nữa mình xào đó. Tỏi ớt để làm nước mắm. Cũng có thể ăn với lại nước tương cũng được. Và ăn nước mắm. Hôm nay mình khuyên sẽ chia sẻ hai loại, đó là vừa nước tương vừa nước mắm. 40ml nước, tức khoảng 2,5 muỗng canh. Một muỗng canh gạt ngang đường, quậy tan. Nước mắm, tùy mỗi lần nước mắm nó sẽ có độ mặn khác nhau, do đó mình sẽ pha khác đó. 2 muỗng canh, mỗi muỗng 10ml. Nếu mình thích ăn chua thì cho 1/2, còn không thì 1 muỗng cà phê hay là 1 teaspoon nước cốt chanh. Quậy cho thật là tan. Ớt, tỏi cho vô là tự động cái này nó sẽ nổi lên. Một cái muỗng canh như vậy là 10ml. 1 muỗng, 2, 3 và 4. 40ml tức là khoảng 2,5 tablespoon nước lạnh. Một muỗng canh gạt ngang đường 12g. Sau đó mình quậy cho tan. 2 muỗng canh nước tương Maggi khoảng 20ml. Mỗi muỗng là 10. Với nước tương thì mình không cần cho chanh. Một nhánh hành lá, có thể đập xong rồi sau đó mình bằm cũng được. Củ hành đừng bằm nhuyễn quá. Hành, tỏi, hành tím. Mình để riêng tỏi ra, bởi vì tỏi nó nhanh chín hơn chút, nó dễ cháy. Rồi cộng cần, một nắm nè. Cắt hạt lựu luôn. Ớt, ớt này là ớt pepperoni không cay. Nếu như anh chị em và các bạn không có ớt này thì dùng ớt chuông hoặc là ớt sừng trâu, ớt nào cũng được, miễn là mình có thể ăn được. Và đừng cắt nhỏ quá, nhớ bỏ hột luôn. Gừng cũng có thể cắt sợi hoặc là bằm nhuyễn. Lá thì mình cũng cắt nhỏ nhỏ ra để chút mình nêm. Lá hành, lá cần, lá ngò.
miếng sau khi mình ngâm 10 đến 15 phút, lấy tay mình bấm, mình thấy nó đứt ra rời nè. À, không có mềm quá cũng như không cứng quá. Nếu cứng rồi chút nữa mình xào lên ăn cứng, còn mềm quá thì nó dễ gãy vụn nát. Mình sẽ cắt ngắn ra. Mình nên cắt bởi vì chút nữa khi mình ăn đó, nó mình gấp lên nó dễ hơn, và đồng thời là nó không có dính lại với nhau. Cắt khoảng 15cm hoặc là 17cm. Cho lại thao. Ướp vào đây 1 muỗng cà phê bột nam, 1/2 muỗng cà phê đường, một chút xíu tiêu, 1 muỗng canh dầu hành hoặc là dầu mè, nói chung là dầu gì cũng được, khoảng 15ml, 1 tablespoon. Sau đó trộn đều lại. Mình đã chuẩn bị xong miếng, nếu mà khách đến thì mình chỉ xào thôi. 1 muỗng canh dầu, mình vẫn thường hay nấu dầu hành và tỏi phi. Sau đó thì cho hành nè, cần, và chừa ớt với tỏi lại cho sao, đảo cho thơm. Mình không cần phải đảo nâu đâu, chỉ cần thơm thôi. Sau đó thì cho tỏi ớt, gừng luôn. Rồi lúc này thì cho thịt, đánh đều cho thịt đó, đừng có dính bếp lại. Để cho thịt nó không bị dính đó, thì mình đừng xào lửa lớn mà mình xào lửa nhỏ. Đây là một bí quyết, tức là xào lửa nhỏ cho thịt nó không có bị chín liền. Nếu mà nó chín liền là nó dính bếp lại với nhau. Cho 1 muỗng canh ớt, tế cho vô cũng được và tự làm, để mình làm cho nó không có cay đó. Rồi bây giờ thì nâng lửa mạnh lên, sau đó thì cho hết toàn bộ miếng vô xào. Nhớ là xào lửa lớn, xào cho đến khi một chút xíu nữa mình sẽ thấy nó khô ráo ở đây luôn đó là được. Và miếng lúc này nó bắt đầu nó hơi mềm ra. À, mình đã thấy thịt bằm nó bám đều. Lúc này thì cho hành ngò, chừa một ít ngò để mình cho lên trên cho cần luôn. Trộn lại nữa là xong. Nếu mà mình xào miếng dông á, sẽ nhìn thấy nó còn ngon và đẹp hơn nữa. Và nhanh gọn lẹ, miếng xào thịt bằm nóng hổi luôn, cho sáng, trưa, chiều, tối đều được hết. Món này có thể nấu để cho gia đình mình thưởng thức nè, hoặc là để đãi khách, cho người lớn, cho con nít. Đây là hôm nay mình khuyên nấu cho 4 người. Và mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn nấu thật ngon món miếng xào cho gia đình mình nha. À, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Cần cái ngò mình trộn vào cái cuối cùng này nè, cho nó hơi mềm xuống và nó xanh. Sau đó thì cho lên trên. Hấp dẫn chưa? Sợi miếng nè, tơi ra và mềm. Phần thịt bằm nó lẫn vô trong sợi miếng và sẽ ăn cùng với nước tương, nước mắm. Một chút xíu cay cay của tương ớt, một chút xíu chua chua và rất là vừa ăn luôn. Có thể khi ăn mình cho đậu phụng rang lên nữa, cái này càng ngon.